Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc tại Photoshop.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để ta tạo ra một cái hình cưới HDR. Thì dạo gần đây mình thấy trên mấy cái group Land and Retouch, mình cảm thấy thấy rất là nhiều bạn sử dụng cái style này, cho nên là thôi mình làm hướng dẫn cho các bạn luôn, tại vì nhiều bạn cũng inbox hỏi mình. Thì đây bản chất HDR thì ở đây mình cũng không cần phải đề cập ha, các bạn có thể search. Tuy nhiên cái HDR chúng ta làm ở đây thực tế nó không phải là HDR thật, mà thực ra nó là chỉ là đẩy cao những cái chi tiết ở trong cái hình có sẵn thôi. Thành ra là cái cũng giống như là bản chất HDR, đó là chúng ta phải coi được tất cả các chi tiết trong hình luôn. Thành ra cái cách này chỉ đơn giản chúng ta làm tốt nhất cho những cái ảnh mà chụp từ cái máy ảnh xịn thôi nha. Còn máy ảnh mà dạng thường thường giống kiểu D600 này nọ trở xuống thì mình nói thật là kéo lên cũng vô phương cứu chữa. Nhưng thôi, thì đây mình sẽ sử dụng cái stock của bạn Trần Tân ha. Các bạn có thể tải ngay link phía dưới, ở trong này mình còn để nguyên cái credit cũng như là contact của Trần Tân luôn. Thì đây mình sẽ mở lại cái hình này đó, hình này ha. Hôm nay chúng ta không cần phải dùng tới Lightroom, chúng ta sẽ sử dụng cái Camera Raw có sẵn trong đây luôn. Ở đây có thể thấy là Trần Tân sử dụng Nikon D750. Rồi công việc chúng ta là chúng ta sẽ tăng cái vùng tất cả chi tiết lên, làm sao chúng ta nhìn thấy hết tất cả chi tiết ha. Thì cái công việc chúng ta, mình sẽ là tăng cái độ sáng lên chút xíu thôi. Contrast tăng lên. Rồi cái chính này, ở highlight mình sẽ giảm highlight xuống. Thì các bạn có thể thấy là tất cả cái vùng sáng đây nó giảm hết xuống để chúng ta thấy được tất cả chi tiết ở trên vùng mây cũng như là những cái vùng cháy sáng. Vùng shadow mình sẽ tăng lên. Thì các bạn có thể thấy là tất cả những cái vùng phía dưới này chúng ta có thể thấy được ha. Đó, những cái phần chi tiết ở phía trong này chúng ta cũng thấy. Rồi, tiếp theo là phần white and black. Thì các bạn nhìn lên trên phía trên này, các bạn làm sao cho cái điểm này nó vừa chạm tới là ok rồi. Black mình cũng giảm xuống như vừa phải. Rồi, vibrant và contrast mình lên chút xíu nữa. Thì đó là cái chính là chúng ta làm như vậy ha. Các bạn có thể thấy là những cái phần chi tiết này nó nổi lên hết. Do đó là những cái máy mà chúng ta sử dụng máy thường, hoặc là chúng ta chụp trong điều kiện thiếu sáng mà chúng ta không sử dụng chân máy và tăng ISO lên thì chúng ta sẽ không làm được cái cách này ha. Nói thẳng luôn để đỡ các bạn mất công, chúng ta sử dụng mà nó làm không ra chúng ta lại quay lại trách Phúc. Rồi đây mình sẽ tăng cái amount lên, cái sharpening phía bên sharpening ha, mình sẽ tăng cái độ sắc nét lên, masking mình đẩy lên chút xíu. Rồi reduction chút xíu thôi. Rồi vậy đơn giản vậy thôi. Mình sẽ mở tiếp tục để chỉnh sửa thằng này ở trong Photoshop ha. Đó thì cái chính ở trong Camera Raw thì các bạn sẽ giảm highlight, tăng shadow cũng như là tăng contrast để làm sao chúng ta thấy hết được tất cả các chi tiết. Rồi. Tiếp theo ở phần này thì bắt đầu chúng ta sẽ chỉnh tới những cái khu vực màu. Ở đây có thể là thấy màu trời này mình sẽ muốn cho nó sậm lại chút xíu ha, cho màu trời sậm lại. Thế có nhiều cách, nhưng mà mình thì mình sẽ chọn cách là quay trở lại Camera Raw. Cái này các bạn có thể làm trước ha. Đây mình làm tới đây mình nhớ ra thì mình đây. Rồi mình sẽ sử dụng cái gradient filter. Ở trong Lightroom cũng tương tự luôn nha. Nó sẽ có cái công cụ gradient filter ngay phía trên này. Thì chúng ta sẽ giảm exposure này, tăng contrast. Highlight mình sẽ tăng, tại vì exposure độ sáng là mình đã giảm rồi, cho nên là highlight mình tăng lên để chúng ta giữ lại cái độ mây ha. Đây mình sẽ kéo lại chút xíu để các bạn thấy được là đó, cái độ ảnh hưởng như vậy ha. Thì đây mình giảm cái độ sáng xuống này, highlight mình lại tăng lên để cho cái vùng mây này nó sẽ sáng lên, còn cái vùng màu xanh này thì nó ở phần shadow thì mình sẽ giảm cái shadow xuống. White thì mình sẽ để vừa phải để chúng ta làm thấy nhìn thấy tất cả cái mây ha. Black mình cũng sẽ giảm xuống một chút xíu thôi tại vì nó đã lấn vào đây. Rồi saturation mình sẽ giảm xuống chút xíu. Rồi clarity mình tăng lên. Tương tự đi hay. Đó thì các bạn sẽ thấy là cái vùng trời của chúng ta nó sẽ giảm xuống kiểu như này. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ chỉnh lại cái màu lá cây để nhìn cho nó hợp mắt chút xíu. Mình sẽ vào hue saturation. Mình sẽ bỏ cái này đi cho nó rộng. Hue saturation ha. Ở đây mình sẽ chọn cái màu xanh lá cây green này. Mình mở rộng nó một chút xíu. Đẩy nó qua màu xanh đi để cho nó mát mát hơn. Giảm cái lightness xuống chút xíu cho nó tối lại. Rồi tiếp tục ở phần cyan, màu phía trời này thì mình sẽ đẩy nó qua màu hơi ngả xanh cyan hay là màu green một chút xíu. Xem mình cũng sẽ mở rộng cái này ra. Để các bạn biết hướng dẫn cái để xem hướng dẫn về cái hue saturation này cho nó kỹ càng nhất thì các bạn có thể search lại cái tool gọi là blend màu mùa thu ha. Đó thì các bạn có thể search trong cái channel của mình. Mình sẽ chuyển nó qua màu xanh. Đó, các bạn có thể thấy này, mình sẽ giảm saturation,
giảm lightness thì các bạn sẽ thấy nó sẽ sậm màu xuống kiểu như này. Rồi, em ta đã chỉnh xong màu lá cây cũng như là màu trời ha. Rồi, ở đây tiếp tục có thể là mình sẽ làm sáng cái vùng khu vực ở phía trong này lên, tại vì mình chưa thấy nó đủ sáng. Thì mình sẽ làm sáng bao gồm hết tất cả khu vực này, đưa lên, chọn. Rồi, sau khi chọn vùng xong mình chọn sơ thấy ha, chúng ta vào filter, ta đẩy lên, ví dụ như đây mình chọn luôn là 300 hoặc là 200 tùy các bạn. Đây mình sẽ chọn lên cái curve và mình tăng sáng lên chút xíu. Rồi, mình tăng sáng lên chút xíu thôi. Đã thấy cái phần cô giáo chú rể vẫn ok ha. Rồi, sau khi xong rồi các bạn có thể tăng độ nét của thằng này lên ha. Thì chúng ta sẽ có thể làm đơn giản như sau. Chúng ta sẽ Ctrl Shift Alternate E. Chúng ta chọn Ctrl Shift Alternate E ha. Chúng ta vào Filter Order chọn Sharpen. Các bạn chọn cái nào cũng được. Đây mình chọn Unsharp Mask và màu lên vừa phải radius cái độ biên của thằng này ha. Thì mình sẽ để khoảng 2 pixel true hole. Rồi. Đó, ta đã tăng độ nét rồi. Làm gì nữa nhỉ? Mình sẽ tăng contrast lên chút xíu. Tí xíu thôi, và mình sẽ cho nó vào khu vực luminosity. Mình sẽ chọn là Blending Mode là Luminosity nha, để cho nó chỉ có ảnh hưởng tới cái độ sáng tối thôi, không ảnh hưởng tới màu sắc. Thì đây các bạn có thể để ý là màu sắc của chúng ta nó đang thiên về, nó đang hơi lạnh ha. Cho nên mình sẽ cho nó một chút nóng nóng một chút xíu. Mình sẽ vào Blue này. Mình sẽ tạo cái curve ha, vào trong phần Blue. Và mình giảm Blue đi một chút xíu thì các bạn sẽ thấy là cái màu của chúng ta nó sẽ thêm cái màu vàng. Thì đây mình sẽ bỏ bớt cái màu vàng ở khu vực phía ngoài này đi. Rồi, cũng tương tự vậy, chọn vùng, chọn feeder. Và mình sẽ fill màu đen. Mình chọn cái layer mask ha, và mình fill màu đen, màu nhanh. Fill nhanh màu đen bằng cách cái màu đen nó đang nằm ở dưới foreground, nó đang nằm ở dưới background. Để fill màu background nhanh, chúng ta để phím Ctrl, Delete. Rồi. Ok ha. Thì đây tiếp tục có thể là mình sẽ tạm thời chúng ta là khá ok rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng cho nó giống HDR chút xíu. Chúng ta sẽ Ctrl Shift Alternate E một lần nữa, chúng ta tiếp tục gom thêm cái layer ha. Các bạn chắc cũng chẳng lạ gì cái trò gọi là high pass đảo của mình nữa đúng không? Đó thì mình cũng sẽ tạo cái high pass và mình cho nó hơi hơi một chút xíu như vậy thôi. Sau đó mình sẽ Ctrl Y đảo ngược nó lại và chúng ta chọn là Supply. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta nó sẽ hơi ảo ảo kiểu ngoài như thế này. Ở đây mình thấy chưa đủ. Ở đây mình sẽ cho nó high pass nhiều hơn chút xíu nữa. Order high pass. Rồi. Rồi Ctrl E. Sau đó chọn supply. Đó thì nó sẽ ảo lòi là kiểu như thế này. Chúng ta sẽ tạo layer mask cho cái layer high pass hồi nãy ha. Và sử dụng cái gradient màu đen tới màu trắng. Và sử dụng cái hình tròn ha, gradient là cái radial gradient. Mình sẽ kéo ở đây cái để cho nó bớt cái khu vực chỗ cô giáo chú rể đi. Rồi, vậy cơ bản chúng ta đã xong ha. Tương tự với lại với những cái hình khác, đặc biệt là với cái hình mà có váy cô dâu á, thì các bạn để ý cái phần váy cô dâu chúng ta phải làm sao đảm bảo cái việc là tất cả chi tiết ở váy cô dâu này nhìn cho nó nổi bật lên ha. Đây, tương tự mình làm một vài bước thôi, các bạn có thể để ý ha. Highlight mình giảm xuống này, shadow mình tăng lên này, white mình sẽ tăng lên, vùng sáng mình tăng lên chút xíu. Black thì mình sẽ cho nó kiểu như này, high pass lên, vibrate lên. Rồi. Ở đây các bạn có thể thấy là với những cái hình mà nó có những cái chủ thể mà nó lớn như thế này á, thì tốt nhất chúng ta sẽ nên sử dụng thêm cái công cụ gọi là Dot and Burn bên này ha. Dot and Burn. Và để cái cách sử dụng Dot and Burn này á, thì các bạn sẽ search cái tutorial gọi là Dot and Burn trong Photoshop, cũng trong channel của mình ha. Thì sẽ hướng dẫn các bạn ok hơn. Tức là chúng ta sẽ nhấn nhá những cái khu vực, ví dụ như là cái vùng váy này chẳng hạn thế. Thì Burn thì mình sẽ Burn vào những cái khu vực chân váy chẳng hạn vậy, phần phía trong này.
rồi đợi hơi nhiều, mình sẽ giảm exposure xuống chút xíu đó, chân váy mình sẽ giảm nó xuống đại khái thế. À, còn lại thì những cái khu vực cái váy mà trồi cao lên như thế này thì mình sẽ nhấn cho cái vùng váy này nó sẽ gọi là nó sáng hơn. Thì đó là cái cách để chúng ta làm ha, các bạn thể thể để ý là cái váy của chúng ta sẽ thấy được tất cả các chi tiết. Rồi, thì đó là cái cách để chúng ta tạo ra được một cái hình cưới giả HDR trong Photoshop ha. Cách làm thì nó cũng không có gì gọi là quá khó khăn cả. Chủ yếu là với những cái chủ yếu là chúng ta sử dụng cái camera raw lúc đầu đó, giảm high pass, tăng shadow. Sau đó là chúng ta làm sao đó để đẩy tất cả cái chi tiết lên. Cuối cùng là chúng ta sử dụng cái high pass đảo của mình thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi tối này. Đừng quên like, share, subscribe và có thể chia sẻ với bạn bè nha. Comment cho mình, comment ngay phía dưới để cho mình biết là cái tool sau các bạn muốn mình làm theo cái chủ đề gì nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn sớm.